Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến nay đã có 32 trên 40 ngân hàng đăng ký gói tín dụng mới, theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tổng số là 405.000 tỷ đồng với lãi suất thấp để cấp tín dụng cho các doanh nghiệp và người dân chịu tác động bởi cơn bão số 3 vừa qua. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để khắc phục hậu quả cơn bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Đến nay đã có 32 trên 40 ngân hàng đăng ký gói tín dụng mới, theo chỉ đạo của Thủ tướng, với tổng số 405.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn từ 0,5 đến 2% để cấp tín dụng cho các doanh nghiệp, người dân chịu tác động bởi cơn bão số 3 vừa qua. Ngoài ra, đến thời điểm này đã có 17 ngân hàng tuyên bố các chương trình giảm lãi vay, cơ cấu nợ, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Agribank đã giảm lãi suất từ 0,5% đến 2% và miễn 100% lãi quá hạn từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Ngân hàng SHB giảm 50% lãi suất cho khách hàng, thậm chí có thể giảm đến 100% tùy mức thiệt hại. Ngân hàng Nhà nước đang yêu cầu các ngân hàng phải thực hiện đúng cam kết, hỗ trợ kịp thời và minh bạch, không để trục lợi chính sách. Ngân hàng Nhà nước sẽ đề xuất các chính sách hỗ trợ rủi ro cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi mưa bão. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ ra nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông tính đến năm 2030 là khá lớn, cần tới hơn 2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư, trong khi ngân sách nhà nước dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Và hơn 1 triệu tỷ đồng còn lại sẽ cần phải huy động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp. Căn cứ vào quy hoạch chiến lược, riêng ở 3 lĩnh vực đường bộ, hàng không, đường thủy, Việt Nam cần khoảng hơn 2 triệu tỷ đồng. Từ năm 2021 đến nay, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã dành hơn 100.000 tỷ đồng để triển khai xây dựng các dự án lớn ở các lĩnh vực giao thông, trong đó ưu tiên phát triển đường bộ cao tốc. Cả nước hiện có 1.000 km đường cao tốc, dự kiến đến năm 2025 có hơn 1.000 km đường cao tốc nữa và đến năm 2030 sẽ có khoảng 5.000 km đường cao tốc. Tuy nhiên, dự kiến đến năm 2030, nhu cầu phát triển giao thông chưa tính đến lĩnh vực đường sắt và dự án đường sắt cao tốc cần khoảng 1 triệu tỷ đồng vốn xã hội hóa ngoài nguồn lực nhà nước. Nếu tính cả đường sắt cao tốc và dự án đường tiêu chuẩn, cần thêm khoảng 3 triệu tỷ đồng nữa. Riêng đường sắt tốc độ cao đã cần hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Chính phủ và các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển lĩnh vực hạ tầng giao thông vận tải. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ có nhiều cơ chế chính sách và sẽ trình Quốc hội về các chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Ngày hôm nay tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2024 với chủ đề Hành trình xanh cùng chung tay bảo vệ môi trường. Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn được khởi xướng bởi Australia từ năm 1993 nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu về bảo vệ môi trường. Đến nay đã có hơn 180 quốc gia tham gia hưởng ứng. Việt Nam bắt đầu tham gia chiến dịch này từ năm 1994 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Những nỗ lực này đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động của thiên tai. Việt Nam cũng đã tham gia chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 và hàng năm thì đây là một cái dịp mà Bộ Tài nguyên Môi trường nói riêng cũng như là các bộ ngành, các địa phương tích cực hưởng ứng các hoạt động của chiến dịch, thông qua đó để nâng cao cái nhận thức và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn xã hội cũng như là đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Trong lễ ra quân chiến dịch, toàn thể đại biểu và lực lượng huy động cùng các tình nguyện viên tham gia 3 hoạt động chính, bao gồm ra quân làm sạch môi trường, thu gom rác thải, trồng cây xung quanh khu vực công viên Chu Văn An và đạp xe tuần hành bảo vệ môi trường với chủ đề Hành trình xanh cùng chung tay bảo vệ môi trường, nhằm tuyên truyền thông điệp giảm phát thải hướng tới chống biến đổi khí hậu với lộ trình khoảng 5,4 km, bắt đầu từ điểm xuất phát tại công viên Chu Văn An và kết thúc tại quảng trường khu tưởng niệm dự án.